Ôi, hello anh em nhé. Mình lên 10 cây xe mương hàng đế siêu quá nha anh em ha. Mình lên nhanh nha, tại vì mình quay chỉ có 1 phút thôi. Cây số 1 rễ quá như thế này nha anh em ha. Cây số 1 nha, tiếp tục. Cây số 2, cây số 2 rễ quá như thế này nha anh em ha. Toàn quay nhanh nha. Cây số 2. Cây số 3. Cây số 4. Xe mương siêu mini nhá. Cây số 5. Hàng lửa nha anh em ha. Cây số 6. Cây số 7. Cây số 7. Cây số 8. Cây số 9.